Chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị và các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay Lợi xin giới thiệu chào bán toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe bên em vừa nhập về. Đó là chiếc Nissan Navara sản xuất năm 2016, số tự động, hai cầu bản VL, bản đũ. Vâng, chiếc Navara màu cam. Tên tư nhân, xe khá là đẹp, toàn bộ thân vỏ thì bên em Lợi cam kết với quý anh chị đây là một chiếc xe không có đâm sâu biến dạng ô tô, vải kính vỡ đèn, máy số là nguyên zin. Toàn bộ xe thì an ninh pháp lý thì em rút hồ sơ cho quý anh chị. Đây là chiếc sản xuất 2016 Navara, sử dụng động cơ 2.5 máy dầu, đi khá là tiết kiệm. Xe được trang bị nắp thùng cao. Với phiên bản VL, bản cao nhất của Nissan Navara. Phiên bản 2 cầu, số tự động, máy dầu. Chiếc xe này thì bên em có trả góp cho quý anh chị nào có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe. Và toàn bộ chiếc xe thì sơn zin còn đến 95% và không có dấu hiệu bị đâm xô biến dạng ô tô, vỏ kính vỏ đèn, máy số không bị mục mọt và không bị làm lại ngập nước. Toàn bộ cam kết với quý anh chị, nếu quý anh chị đến xem xe phát hiện tai nạn ngập nước, bồi thường 50 triệu tiền đi lại. Toàn bộ ngoại thất của chiếc xe thì khá là đẹp, đèn gương đều nguyên zin và tất cả bốn bánh cánh cửa chỉ nguyên zin, cốp trước cốp sau chỉ nguyên bản từ đầu. Phiên bản VL thì được trang bị la răng phay, toàn bộ lốp còn khá là dày. Lốp của chiếc xe thì quý anh chị yên tâm, không phải về phải lo nghĩ gì về phần lốp, còn chạy được khá là dài dài. Đây là toàn bộ phần gờ lốp của chiếc xe, mặt ca lăng, ba đờ sốc, đèn bi xe lông nguyên zin, tất cả khá là vuông vắn và đẹp. Tất cả cabo thì chưa có dấu hiệu tháo lắp, kính đèn đều nguyên zin theo xe. Đèn bi xi lông và đèn led ban ngày đều được trang bị trên chiếc xe bản full Nissan Navara này. Bậc lên xuống và liên sườn của chiếc xe thì khá là đẹp. Quý anh chị nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Bên em Lợi cũng nhận mua bán trao đổi tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng trên toàn quốc. Và em Lợi có giao xe tận nhà cho quý anh chị ở các khu vực ngoài Bắc. Đây là toàn bộ phần gầm chiếc xe. Phần gầm thì khá là đẹp đây. Đấy, phần gầm mà khô ráo và sạch sẽ, không đi công trường nên là phần gầm cực kỳ đẹp. Địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Đây là toàn bộ sassi của chiếc xe. Sassi thì gầm không có dấu hiệu bị cắt nối, rất chi là đẹp và không bị mục mọt. Sau 5 năm sử dụng mà chiếc xe nguyên zin hết toàn bộ. Đèn hậu của chiếc xe, cản sau và cản biến lùi, cam lùi đầy đủ hết nguyên zin. Đây là phần gầm phía sau của chiếc xe. Toàn bộ phần gầm thì khá là ok. Quý anh chị về sẵn đi thôi, em Lợi đã chạy thử phần gầm thì khá là chắc chắn và ổn định. Xe được trang bị thêm nắp thùng cao nên là quý anh chị về sẵn đi thôi. Toàn bộ nắp thùng thì khá là đẹp. Bậc lên xuống của chiếc xe đây, từ các bậc lên xuống không bị móp méo ở các cái phần sườn này. Đấy, liên sườn xe rất chi là đẹp, hai bên sơn bóng nên là rất chi là đẹp và nguyên bản từ. Về phần nội thất bên trong của chiếc xe Nissan Navara sản xuất 2016, số tự động 2 cầu này được trang bị nội thất màu kem, khá là đẹp và nguyên zin. Ghế da rất chi là dày, toàn bộ chỉ 4 cánh cửa thì quý anh chị yên tâm nhé, đều chỉ nguyên zin, em Lợi đã kiểm tra. Và toàn bộ các cái phần kính thì đều là của hãng Nissan, kính 100% kính của hãng Nissan. Tất cả các cái phần vô lăng, củ số đều nguyên bản, chưa có dấu hiệu bị bọc lại. Xe bản VL tích hợp vô lăng, ga tay toàn bộ đều hoạt động khá là tốt. Và táp ly bóng khí nguyên zin, rất chi là mới và đẹp.
Đây là toàn bộ cái phần cột của chiếc xe. Cột của chiếc xe là ốc cột là nguyên zin. Tem mác của phần cột và ốc khóa đều là nguyên bản từ đầu đây. Chưa có dấu hiệu bị tháo lắp, nên là không có dấu hiệu đâm xô với phần cột. Toàn bộ cột là nguyên zin từ đầu, không bị đâm xô. Các cái ốc khóa, ốc bản lề đều là nguyên bản. Vâng. Bàn đạp phanh ga của chiếc xe thì nguyên zin, không bị mòn. Và tất cả xe thì được trải sàn da rất chi là sạch sẽ và khô ráo, không có dấu hiệu bị hôi. Nội thất thì cực kỳ dày. Xe sử dụng hộp số tự động. Và đây là núm cài cầu điện của chiếc xe, toàn bộ cái cầu điện. Âm thanh điều hòa thì đều hoạt động khá là tốt. Trần ý nguyên bản từ đầu, được bọc thêm ni lông chống bụi đây. Toàn bộ chiếc xe thì cam kết là nguyên bản zin. Hàng ghế phía sau của chiếc xe toàn bộ là nguyên zin, không dấu hiệu bị chảy rách. Bậc lên xuống, cột đều nguyên bản. Táp ly hai cánh cửa trước và sau bên lái khá là đều nhau. Quý vị nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi. Địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Quý vị các bạn có thể qua xem và chạy thử các xe bên em đang có. Đây là toàn bộ hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe, chỉ nguyên bản từ đầu. Tất cả các cái dòng xe Nissan Navara thì đều có cửa gió điều hòa phía sau, cho hàng ghế phía sau. Đấy. Toàn bộ các cái phần chỉ cánh cửa đều là nguyên zin, ốc khóa, ốc bản lề đều nguyên bản và kính thì đều của hãng Nissan. Đây là các cái ốc khóa, ốc bản lề. Đây là toàn bộ phần máy, phần đầu của chiếc xe. Tất cả cái ốc tai này và máy thì rất khô ráo. Máy không có dấu hiệu bị dớm dầu. Ốc tai, ốc khóa bản lề đều chưa tháo lắp đây. Ốc cabo nguyên zin. Đấy, ốc đèn này. Và toàn bộ ốc tai là nguyên bản. Sau 2 hôm thì em sẽ cho dọn vệ sinh thì khá là đẹp đây. Toàn bộ chiếc xe. Cabo của chiếc xe cực kỳ đẹp và nguyên trạng. Với phiên bản VL này thì được trang bị chìa khóa thông minh và hai chìa khóa đầy đủ hết. Và đây là tiếng động cơ đang hoạt động đây. Toàn bộ động cơ đang chạy khá là êm. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa giới thiệu chào bán đến toàn thể quý vị và các bạn một chiếc xe Nissan Navara sản xuất 2016 bản VL, số tự động 2 cầu, máy dầu. Quý anh chị nào mà có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090 hoặc số điện thoại 0937751985. Quý anh chị có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.